Peplink Deco S7 là bộ Wi-Fi Mesh đáng mua nhất trong thời điểm hiện tại, với khả năng kết nối tới 100 thiết bị, phủ rộng nhà từ 3 tới 5 tầng. Nhưng đặc biệt, em này tốc độ siêu cao bằng tần kép 100% cổng gigabit và còn có khả năng kiểm soát con cái cực kỳ hữu dụng. Đến Hacom mua ngay sản phẩm của TP-Link.